Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 5 ngày 13 tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp để đón lành tránh dữ cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 13 tháng 6 năm 2024, từ ngày 8 tháng 5 âm lịch, ngày Mậu Thân, trực, mãn nên cầu tài, cầu phúc, tế tự. Tuổi xung ngày, Canh Dần, Giáp Dần. Tuổi hợp trong ngày, ngày Thân, Lục hợp Tỵ, Tam hợp Tý và Thiên Thanh Thủy cục. Giờ hoàng đạo, Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Đông Nam, hướng Bắc. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi phát tài phát lộc trong ngày thứ 5 này sẽ là tuổi Tý, tuổi Tuất và tuổi Thân. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 13 tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, hôm nay có tam hợp nên con giáp tuổi Tý độc thân có thể gặp được người như ý. Bạn có thể gặp người ấy ở nơi làm việc, bệnh viện hay tại các phòng tập gym, yoga. Do đó, bạn nên chuẩn bị trước tâm lý bất cứ khi nào có thể. Con giáp tuổi Tý hôm nay được đón nhận nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Trong ngày chính tài nâng đỡ, giúp bạn kiếm được nguồn thu nhập đáng kể. Công việc hiệu quả cũng giúp tài chính của bạn khởi sắc hơn. Thủy kim tương sinh nên tình hình sức khỏe của bản mệnh cũng rất tốt. Bạn thường xuyên sắp xếp thời gian để có thể nghỉ ngơi ngủ sớm, không phải lo nghĩ nhiều, như thế mà giấc ngủ cũng ngon hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, hãy chia sẻ thật thà vấn đề của mình thì mới mong được giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, bạn cần biết giữ vững lập trường của mình, chớ bị lung lay. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, bạn có thể gặp vấn đề về tóc, do đó cần phải chăm sóc đúng cách. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, nhớ để dành một phần tiền để tiết kiệm, để phòng rủi ro bạn nhé. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Con số may mắn, 2, 8, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, ảnh hưởng của kiếp tài nên con giáp tuổi Sửu cảm thấy khá khó khăn trong việc tiếp cận vấn đề thời gian này, khi mà bạn luôn phải đối mặt với những rào cản về mặt kiến thức hoặc không cùng chung quan điểm. Thổ kim tương sinh mang lại cho bản mệnh sự tự tin từ bên trong, như thế mà bạn luôn sẵn sàng hành xử một cách chuyên nghiệp, bất kể lúc này có đang đối mặt với vấn đề gì đi chăng nữa. Hôm nay bạn cần chú ý nâng cao thể chất, cải thiện sức khỏe nếu muốn có một ngày vui vẻ. Nhớ ăn no, ngủ kỹ và thư giãn khi mệt mỏi nhé. Đảm bảo cơ thể và tinh thần khỏe mạnh sẽ giúp bạn có những phút giây thực sự ý nghĩa. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, chớ nên bịa đặt, theo dệt câu chuyện về người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, một số rắc rối xảy ra là cơ hội để bạn nhìn lại bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, luôn có những cách thức tốt hơn để thực hiện việc bạn đang làm. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, tạm quên đi quá khứ để bạn có thời gian nhiều hơn cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, ăn uống chừng mực sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe rõ rệt hơn. Con số may mắn, 9, 1, giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tương xung nhắc nhở tuổi Dần, đừng vội vàng đề cao ý kiến cá nhân, kẻo bị phản đối kịch liệt. Tìm kiếm những cách thức mới để thành công là lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này. Hôm nay do thiên quan ngăn cản nên cuộc sống của con giáp tuổi Dần sẽ trải qua không ít thử thách. Bù lại, bạn sẽ nhận về rất nhiều bài học đáng quý, thú vị để cải thiện cuộc sống của mình trong thời gian tới. Ngũ hành xung khắc, dự báo tình hình tài chính ngày càng không được tốt. Tuy nhiên, bạn có xu hướng chi tiền quá nhiều, hãy học cách kiểm soát thu chi sao cho phù hợp. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, hãy bắt đầu bằng những thay đổi thật nhỏ, bạn sẽ bất ngờ với những gì mình làm. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, không phải nỗ lực nào cũng được công nhận, nhưng đừng đặt nặng vấn đề quá. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, tránh việc để xảy ra những xích mích không mong muốn với người thân trong thời gian này. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, tập tránh xa những câu chuyện phiếm vô bổ, không làm cuộc sống của bạn tốt lên. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, háo hức hơn với những dự định mới bạn sẽ làm trong thời gian tới. Con số may mắn, 6, 9, giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi.
Tử vi tuổi Mão, nguồn lực của con giáp tuổi Mão càng ngày càng dồi dào với sự nâng đỡ của chính quan. Thành tích làm việc sẽ càng sáng sủa và những thành công bất ngờ sẽ không ngừng xuất hiện. Mộc kim xung khắc khiến bạn khó có tiếng nói chung với một nửa của mình. Đó cũng là nguyên nhân hai người thường xuyên căng thẳng. Trong lúc này, người độc thân không nên vội vàng lao ngay vào cuộc tình nào cả khi bạn chưa hiểu rõ đối phương. Bạn có thể vấp phải những rào cản không đáng có và chỉ có sự cẩn thận, kiên trì mới giúp bạn vượt qua. Tài chính tháng này ổn định, không có dấu hiệu chững lại hay tuột dốc. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, tốt hơn hết là đừng quá bận tâm đến việc người khác đánh giá. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, luôn sẵn sàng cho một kế hoạch thay đổi khi cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, tránh gây mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt đang xảy ra. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hôm nay nên tìm một góc yên tĩnh để ổn định lại cảm xúc. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nhất định phải giữ lời hứa với người khác để tạo dựng uy tín. Con số may mắn 6, 3, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, con giáp tuổi Thìn cảm nhận hạnh phúc khá rõ rệt trong ngày tam hợp nâng đỡ. Bạn cũng rất vui vì khiến người thân hạnh phúc, dễ chịu, bạn cũng hãy dành thời gian cho những người quan trọng. Ngày xuất hiện tỷ kiên nhắc nhở con giáp tuổi Thìn cần tránh tỏ ra chủ quan, kiêu ngạo, nếu không bạn sẽ mất điểm trong mắt mọi người. Không ai dám chắc rằng có lúc bạn sẽ gặp vấn đề, thế nên ngay cả lúc bạn rực rỡ nhất, bạn cũng nên khiêm tốn. Thổ kim tương sinh, tốt cho khía cạnh tài chính của người tuổi Thìn, vận may sẽ mỉm cười với bạn. Đây là cơ hội để bạn tiết kiệm nhiều hơn để chuẩn bị cho những kế hoạch quan trọng trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, mọi người không phải khi nào cũng sẵn lòng thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, khả năng hôm nay sẽ là một ngày vất vả, nhưng bạn sẽ học được nhiều điều. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, có thể phải đối mặt với những lời chỉ trích không mong muốn. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, không nên lo lắng thái quá về chuyện còn chưa xảy ra bạn nhé. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, vấn đề của mình hãy tự mình tìm cách xử lý một cách triệt để. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, ảnh hưởng của tương phá nên con giáp tuổi Tỵ đang yêu và đã kết hôn trở nên khá nhạy cảm. Bạn hay lo nghĩ vu vơ và lo sợ về viễn cảnh tiêu cực có thể xảy ra với tình yêu của bạn và người ấy. Rất may bạn sẽ sớm lấy lại sự cân bằng về mặt tinh thần và vui vẻ bên nửa kia. Ngày có thiên ấn nâng đỡ nên tuổi Tỵ lúc này sẽ có quý nhân phù trợ giúp bạn khá nhiều trong các lĩnh vực đời sống, nhất là ở phương diện tình cảm. Người tuổi Tỵ cũng nên để ý hơn tới khía cạnh sức khỏe của mình trong ngày ngũ hành xung khắc. Đừng chủ quan với cả những dấu hiệu nhỏ. Nếu có vấn đề gì thì nên xử lý từ sớm sẽ tốt hơn cho bạn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, hãy tránh xa đám đông, sự đàm tiếu và xì xào khiến bạn có thể bị đau đầu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nên có những chỉ dẫn từ tốn, nhẹ nhàng thì người khác mới lắng nghe. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, tránh xa những kẻ đang muốn lợi dụng lòng tốt cho mục đích riêng của họ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, cần giải quyết triệt để các vấn đề để chúng không gây ra rắc rối về sau. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, ở một mình nhưng bình an vẫn tốt hơn lạc lõng giữa đông người. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, hôm nay trình ấn ghé thăm sẽ mang lại may mắn cho bạn trong lĩnh vực công việc của tuổi Ngọ. Bạn nhìn thấy ánh sáng trên con đường mình đi và cũng là động lực để bạn tiến xa hơn trên hành trình của mình. Hỏa kim xung khắc nhắc nhở người đang yêu và đã kết hôn nên chuẩn bị trước tâm lý cho những thay đổi vô cùng tiêu cực trong mối quan hệ tình cảm của mình. Sẽ có một thời khắc mà bạn buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và người ấy, nhưng dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải đối mặt với sự thật. Bạn hãy luôn ý thức về việc tự chăm sóc bản thân, giữ cho mình sự độc lập thì bạn mới có thể luôn tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuộc sống luôn là những chuỗi thay đổi, nhưng nếu bạn mạnh mẽ, bạn sẽ không sợ hãi điều gì cả. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, mối quan tâm của bạn ngày càng rộng lớn hơn trong thời gian này. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tránh nói lời gây tổn thương khi người ta đang rất buồn phiền. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, chăm sóc một nửa của mình bằng những quan tâm thật nhỏ. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, cảm thấy tiếc nuối về chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, tinh thần không tốt, bạn có thể thốt ra lời hoặc hành động kỳ quặc. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất,
Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, ảnh hưởng của kiếp tài nên con giáp tuổi Mùi nhận ra rất nhiều sự vô lý trong cách hành động, làm việc của người khác nhưng không thể nói ra ngay lập tức, nên chọn thời điểm phù hợp để góp ý nhẹ nhàng. Nếu bạn nói trong lúc tức giận thì căng thẳng sẽ kéo dài, khó xử lý. Người tuổi Mùi hôm nay nhờ có ngũ hành tương sinh mà bạn trở nên dịu dàng hơn với một nửa của mình. Như thế mà vận trình tình cảm tăng tiến, được cải thiện. Thậm chí hai người còn có giờ phút ý nghĩa khi cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Nếu cần xử lý vấn đề gì thì nên thực hiện sớm, đừng để chúng ảnh hưởng tới tình hình tài chính của bạn. Nếu không, rắc rối có thể làm bạn không thể tập trung kiếm tiền trong tương lai. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hãy quay lại với kế hoạch tiết kiệm tiền bạc của mình bạn nhé. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nói ra những lời đùa không phải lúc nào cũng tốt, hãy cẩn thận. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, nghỉ ngơi một chút sẽ khiến tinh thần của bạn trở nên sảng khoái hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tham lam ôm đồm quá nhiều việc chỉ khiến bạn mệt mỏi nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, ý kiến của ai đó có thể khiến bạn tức giận hoặc muộn phiền, nhưng họ không sai. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, vàng, quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, nhờ thực thần nâng đỡ nên con giáp tuổi Thân sẽ có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời trong thời gian này. Bạn có thể được khen ngợi hoặc có phút giây quây quần bên những người mà bạn thực sự yêu mến. Sức khỏe của tuổi Thân dạo này có thể không tốt, đó là lý do khiến bạn khó tập trung trong công việc. Vậy thì đây là lúc bạn dành thời gian để nghỉ ngơi cho hợp lý là được, đừng lo lắng quá nhé. Chuyện tiền nong sẽ sớm có cách xử lý ổn thỏa mà thôi, miễn là bạn đừng sa đà quá vào những trò may rủi mà phải chuyên tâm làm việc, tích lũy, kiếm tiền để trả nợ hoặc tiết kiệm tiền cho tương lai. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, những việc nào có thể bỏ qua thì tốt nhất hãy bỏ qua cho nhẹ lòng bạn nhé. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, đừng thể hiện thái độ thách thức sẽ khiến có thêm căng thẳng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, sự hiền hòa, vui vẻ của bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy gần gũi. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, may mắn hơn ở khía cạnh tài chính, cảm thấy cuộc sống thoải mái. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, tránh có những nghi ngờ khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt bạn nhé. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, nhờ có tam hội mà những người tuổi Dậu từng nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm với bạn, nay cũng sẽ ủng hộ và về phe bạn. Bạn cũng nhận được nhiều lời động viên, lời khuyên có ích của người thân. Mâu thuẫn có thể nảy sinh giữa tuổi Dậu và đồng nghiệp do sự khác biệt về quan điểm trong ngày thương quan xuất hiện. Điều bạn cần làm là tập trung vào việc của mình và cố gắng không gây tranh chấp, phiền toái không đáng có. Để hạn chế các vấn đề liên quan tới sức khỏe, bạn nên chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, nên chọn hình thức phù hợp với bản thân, đừng nên quá sức, nếu không sẽ gây ra tác dụng ngược đấy nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, bạn làm việc quá nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, hôm nay bạn có xu hướng trở nên thoáng tính, cởi mở hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, bộ trang phục mới có thể giúp bạn thay đổi tâm trạng. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nhẫn nhịn một chút, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, bạn sẽ lại bình yên. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, chớ đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài khiến bạn sẽ cảm thấy thất vọng. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, hôm nay tinh thần của tuổi Tuất rất tốt, lại có sự nâng đỡ của tam hội, giúp bầu không khí tại nơi làm việc trở nên hài hòa và thoải mái hơn. Nhờ thế mà bạn xử lý được khối lượng công việc trong ngày một cách nhanh chóng. Người tuổi Tuất có thể nhận về sự chỉ trích của ai đó trong ngày tỷ kiên xuất hiện. Thực ra những gì họ nói cũng chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi. Bạn đừng quá để tâm làm gì, hãy để thời gian chứng minh tất cả mọi việc. Chuyện tiền nong của bản mệnh thời gian này khá hanh thông, thuận lợi với sự giúp đỡ của ngũ hành tương sinh. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có ý thức cao trong việc kiếm nguồn thu nhập mới cho mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, lối tư duy của bạn có phần cũ kỹ và không phù hợp nữa rồi. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, nhớ kỷ luật hơn trong cách bạn làm việc và hành động. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, cảm thấy được yêu thương, quan tâm, che chở nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, có những chuyện bạn phải chấp nhận sự thật trước khi nghĩ tới xử lý. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, hãy giữ sự thơ ngây, tươi trẻ trong suy nghĩ của mình. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đen, đỏ, quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ.
Tử vi tuổi Hợi, tương hại báo hiệu những điểm không lợi thế trong chuyện tình cảm của con giáp tuổi Hợi. Người độc thân cũng nên cẩn thận trước những vệ tinh tiếp cận mình, có thể có ai đó có ý đồ xấu với bạn, hoặc bạn sẽ vô tình dính vào các mối quan hệ tay ba hoặc mập mờ. Con giáp tuổi Hợi nhận tin vui liên quan tới tiền bạc trong ngày thiên tài dẫn đường chỉ lối. Bạn có thể được tăng lương, được hỗ trợ trong công việc hiệu quả. Thủy kim tương sinh mang lại cho bạn năng lượng và sức mạnh để bạn có thể vượt qua những thăng trầm cuộc sống. Nhiều người đang bị bệnh lúc này có thể phục hồi nhanh chóng. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, đừng vì mãi nói chuyện mà quên mất nhiệm vụ chính của mình bạn nhé. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, đừng sa đà quá vào chuyện hưởng thụ khiến cuộc sống của bạn nhạt nhẽo. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, khi tỉnh táo, bạn sẽ thấy hiệu suất làm việc sau này còn tốt hơn bây giờ nhiều. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, giữ được sự cân bằng trong cuộc sống, giúp bạn vui vẻ, thoải mái trở lại. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, khi có tiền đầy túi thì bạn cũng bớt đi những lo nghĩ muộn phiền. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, hồng, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 13 tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Tý, Thân, con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Dần, Tỵ. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!